Y tá tiêm vaccine viêm gan B cho bà trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa vào sáng ngày 20 tháng 7 là Nguyễn Thị Hải Thuận, người đã có hơn 20 năm công tác trong nghề. Trước thông tin về nguyên nhân dẫn đến cái chết của ba trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa vào sáng 20 tháng 7, nghi do tiêm nhầm thuốc, chị Thuận cho biết sáng ngày hôm đó bệnh viện có mất điện nhưng chị khẳng định không lấy nhầm thuốc. Chị đã nhầm thuốc là chị hoàn toàn không nhầm thuốc. Chị lấy vắc xin tại tại tỷ lệ phòng khám đem vào tiêm, chị không nhầm thuốc. Cái thứ hai là trong tỷ lệ có chứa oxytocin không, chị là hoàn toàn không. Oxytocin được mình ở tỷ thuốc tại trong đại. Trao đổi với phóng viên VTC14, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hướng Hóa cũng cho biết nguyên nhân dẫn đến cái chết của ba trẻ sơ sinh tại bệnh viện vào sáng 20 tháng 7 nghi do nhầm thuốc là không thuyết phục, khả năng đó là rất ít xảy ra. Tại Bệnh viện Hướng Hóa, vaccine ngừa viêm gan B cho trẻ được bảo quản trong tủ lạnh, còn thuốc oxytocin được bảo quản bình thường ở phòng sinh. Hơn nữa, vào thời điểm xảy ra vụ ba trẻ tử vong, tại bệnh viện lại đang sử dụng loại thuốc oxytocin do Nga sản xuất. Loại này có dạng ống dài với dung tích 1 ml, chứ không phải dạng lọ.